Một lần nữa anh Vũ Trung và Mai Tuấn cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Thưa quý khán thính giả, nói về khối NATO ở bên châu Âu trong nhiều tháng qua đã rất căng thẳng với Nga. Lý do là bởi vì Nga mỗi ngày có thể nói là gần như lấn, tuy không qua các biên giới của các quốc gia nhỏ ở vùng miền đông của châu Âu. Thế nhưng mà đã có những cuộc tập trận và có những cái cuộc gọi là chuyển quân ồ ạt với cái mức có thể nói là sẵn sàng để lâm chiến. Trong khi đó khối NATO cũng phải nói rằng không thể nào mà không có Hoa Kỳ. Đã cậy nhờ Hoa Kỳ và Hoa Kỳ chúng ta cũng đã từng gửi thêm quân, gửi thêm những chiến cụ và nhất là từ thời cựu Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden lúc bây giờ và ngay bây giờ Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã có mặt ở các nước liên bang vùng cận đông với Nga Xô. Với Nga, xin lỗi quý khán giả, chúng tôi có quen tiếng dùng tiếng Xô vào đó. Chúng tôi đã được một thính giả cho biết là bây giờ ông Tuấn ơi, không còn Nga Xô, không còn Liên Xô nữa thì chỉ nên dùng Nga thôi, thì chúng tôi thấy điều đó là rất đúng. Thì thưa quý khán giả, NATO đã chuẩn bị cũng khá kỹ, không những là quân đội của mỗi quốc gia và không những là nhận thêm những khí tài của Hoa Kỳ. Và cũng chính vì lý do đó thì Nga họ nói rõ rệt như thế này, thưa anh Vũ Trung, là nếu Nga bị khối NATO tấn công thì kể như là dồn Nga vào cái chỗ chẳng đặng đừng, họ sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử, tức là vũ khí hạt nhân đó. Cái lời tuyên bố đanh thép này của chính quyền Moscow cũng như cái tình trạng tuy rằng nó không đến nỗi gọi là găng dồn dập như ở Bắc Triều Tiên, nó nhẹ đấy, nhưng mà lời nói của Điện Cẩm Linh nặng đấy. Yeah. Thì thưa anh, so sánh hai cái sự kiện đó, anh nghĩ sao? Hai câu tuyên bố đó nó khác nhau hoàn toàn, nhưng mà nó cũng tự chung là nó đưa ra những cái vết thương có thể xảy ra khi mà ép. Rất có thể bị xảy ra. Dạ vâng, một đằng thì Nga đã đặt vấn đề lại, có thể là sẽ dùng vũ khí để chống lại khối NATO nếu bị tấn công. Một đằng thì Bắc Hàn thì ông Kim Jong-un thì ông lại nói khác. Ông lại nói là sẽ bị thương đau. Cái lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Lệnh trừng phạt. Nghĩa ông ta nói bị thương đau, nghe nói là Hoa Kỳ sẽ bị thương đau. Sẽ đau thương. Chưa từng có như vậy, chưa từng bị như vậy bao giờ. Nếu ông nói thương đau là nghe nó còn nhẹ nhẹ, nhưng mà trong tiếng Việt mình đổi đảo ngược lại sẽ bị đau thương. Thành ra chúng ta không, quý khán giả là những người đang sống ở trên đất Mỹ, không biết có ngại cái chuyện đau thương không. Mà đau thương ra thế nào, ra làm sao, thì chuyện đó là hậu xét vậy, để cho bác Trump bác lo. Thành thật mà nói thì căn cứ vào những lời tuyên bố của Kim Jong-un cũng như những lời đáp trả của Tổng thống Donald Trump, ngay cả ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump còn lặp lại, thì chúng ta thấy là nặng. Còn lời tuyên bố của Nga dành cho khối NATO mà như chúng tôi vừa đưa thì nói là nhẹ. Anh Vũ Trung thì nói là nó khác nhau về lời tuyên bố, nhưng mà kết quả nếu xảy ra, bởi vì nó mong manh lắm. Chuyện nó dễ thôi. Thì chẳng hạn như bây giờ chỉ một cái lệch lạc nào đó mà quân đội Nga Xô, xin lỗi quân đội Nga tràn qua biên giới, chẳng hạn như là Lithuania hoặc là Estonia ở bờ biển Đen đó, Latvia, vượt qua biên giới vì một lý do nó nhẹ nhàng thôi, vài người lính lọc qua mà súng có nổ, mà bên NATO phản ứng mạnh bằng cách là tấn công lại hay gì đó, thì như ông Putin tuyên bố rõ rệt, chính quyền Moscow nói rõ chúng tôi sẽ dùng vũ khí hạt nhân, thì cái lời tuyên bố đó nhẹ nhưng mà Mai Tuấn nghĩ là nó còn nặng hơn ở bên Triều Tiên. Vì Triều Tiên nói thế, nhưng mà chúng ta cũng có một điều là anh bảo anh có vũ khí hạt nhân, nhưng mà chúng tôi thì chưa có tin. Bởi vì cái ngành spy tức là về gián điệp của chúng tôi cũng không phải là thua kém, và nhất là các vệ tinh tinh xảo của chúng tôi cũng phải là không hoạt động đến nơi đến chốn. Nhưng ngay chính cá nhân của Mai Tuấn cũng tin rằng thì là Bắc Hàn chưa có vũ khí hạt nhân. Chỉ có một điều là nếu mà chiến tranh xảy ra thì chắc chắn có thể là 5-10 ngàn, 20 ngàn thường dân cùng với quân đội ở Nam Hàn sẽ bị thiệt hại. Chuyện đó là chắc chắn bởi vì nó quá gần, có phải không thưa anh? Thì đó là cái bản tin mà chúng tôi gửi đến quý vị về phản ứng của chính quyền Moscow đối với khối NATO, và dĩ nhiên Tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng không thể nào mà coi thường những lời
phản đối như vậy. Xin mời anh. Tôi nghĩ rằng trước những cái lời hung hăng và đe dọa của ông Putin, nói chung là Liên Xô đó, mà đề cập đến là sẽ sử dụng đến hạt nhân đó, nếu mà NATO tấn công dùng vũ khí đó, thì thưa anh, nó lại càng làm cho thế giới và nhất là các nước ở trong khu vực Âu Châu hiểu rằng là cái sự cần thiết của khối NATO. Tự nhiên làm rạng danh chính nghĩa của ông Mỹ này là ông tính đúng. Và rồi đó lại càng làm cho thế giới thấy rằng là ông Bắc Hàn là ông quá quắt, cho nên cần phải có những hệ thống phòng thủ khác. Thì câu hỏi đặt ra là phải chăng cái đó chỉ là đúng thuần túy theo cái nghĩa mà tính toán về phòng thủ, về an ninh của cộng đồng quốc tế, hay là một cách tính toán để mà bán được vũ khí? Người ta vẫn thường hay đặt ra những câu hỏi đó. Đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thường suy nghĩ rằng có lẽ quý vị cũng đồng ý thôi, là Bắc Hàn với một con là Akaza, ông bà mày nói là ngựa non háu đá, cho nên tuyên bố những cái lời âm ý như vậy mà trong bụng rỗng tuếch. Dạ. Cái mục đích chính của Bắc Hàn là để dương ngoài với thế giới và đặc biệt là với Hoa Kỳ. Để làm gì thưa quý vị? Để làm sao nhận được thêm nhiều viện trợ. Vì tôi là một thằng bé nhưng mà tôi có khả năng như thế này, thì các anh muốn không ấy, các anh nên kiểu như là Putin nói là nên cho Bắc Hàn vào cùng thuyền để hội nhập với hội đồng quốc tế, thì có lẽ sẽ bớt đi cái chuyện căng thẳng. Nhưng mà thực sự bụng họ không có gì. Còn ngược lại bên Nga Xô, bên Nga thì vũ khí về hạt nhân họ đang ngang ngửa với Hoa Kỳ. Thì cái đó là cái điều mà Dương với Mai Tuấn nghĩ là nó sẽ rất nguy hiểm. Anh cứ nhìn thấy một cái đơn giản là cái hai cái trận thiên tai vừa mới xảy ra trên nước Mỹ, mà người Mỹ họ cũng dừng dưng đấy. Cái tinh thần của người dân Mỹ nó tinh thần cứu trợ nó khủng khiếp lắm. Cộng đồng người Việt Nam cũng ghê gớm lắm. Từ cái ở dưới Houston, Texas, người dân nó mang tàu, mang bè tự động, nó tự nguyện đấy, không bị dí súng vào người nhé, đến từng nhà mà bấm còi tin tin. Tôi có người bạn ở dưới Houston, những cái bốt nhỏ của những cái lực lượng thuộc về chính phủ, không nói làm gì, của tư nhân, họ chạy những cái cano nhỏ nhỏ chạy trên dòng, trên nước lụt đó. Họ đến từng nhà bấm còi tin tin, và nhất là nhà nào có người đứng ở trên ngó xuống mà lại với vẫy cờ nữa thì họ sẽ tập vào. Họ sẽ đưa đến cái trường học an toàn, nơi cao giáo mà không bị lụt. Thì anh thấy rằng cái nước Mỹ hai trận liên tiếp như vậy đó, gặp một cái nước nhỏ bé như Estonia hay là Latvia mà ông Liên Xô có thể ông tấn công trong vòng vài ngày là dứt điểm, thì làm sao mà đụng đến Mỹ được, anh thấy không? Latvia với Lithuania với lại Estonia, yeah, thì nhỏ lắm, bé tí teo, rất là nhỏ. Họ là những quốc gia nhỏ bé nằm trong khối Liên Xô trước đây đấy, Soviet Union đó. Còn đi hay nhau. Bây giờ thì họ đã tách rời ra từ ngày mà Liên Xô sụp đổ, phải không anh? Dạ đúng rồi. Và họ cũng đã được gia nhập vào khối NATO. Vâng, xin mời anh với bản tin mới trước khi bản tin kế tiếp liên quan đến cái chuyện từ ngày ông Trump lên thì cái di trú trở thành một cái đề tài tranh cãi. Một số những cái tiểu bang cũng đã lên tiếng là sẽ kiện ông Trump nếu ông cứ dí các tiểu bang là can thiệp vào vấn đề di trú. Là trung tâm để mà bảo che chở. Dạ chính xác ạ. Vừa rồi thưa quý khán giả thì thống đốc ông Jerry Brown của tiểu bang California ông vừa mới chấp thuận một cái dự luật xem như là một biện pháp để bảo vệ di dân bất hợp pháp. Ông và lãnh đạo của phía đa số tại Thượng viện tiểu bang đó, ngày hôm thứ Hai, tức là cách đây 2 ngày, đã đồng ý có một sự thay đổi trong một cái dự thảo luật chưa thành luật nhé. Mà nó được đưa ra để làm gì? Để giới hạn cái sự liên lạc giữa giới chức công lực của tiểu bang và cơ quan di trú. Tại sao lại có cái phải giới hạn lại cái sự liên lạc này? Là bởi vì từ lâu rồi đó, ngay kể cả cảnh sát sắc phục của thành phố cũng không được quyền bắt những người không có giấy tờ hợp pháp, tức là di dân lậu đang đi trên đường phố hay là đột nhập vào nhà để bắt, mà nó phải có một cái cơ quan riêng, những người thi hành công lực thuộc về di trú hoặc thuộc về một cái cơ quan gọi là ICE, đọc nó ra giống như chữ I dẫn đá vậy đó, thì họ mới có thẩm quyền. Cái cơ quan này là cái cơ quan gọi là an ninh, gọi là Homeland Security, mình dịch là cái gì, là an ninh nội chính, nội địa đó, nội địa đó, thì mới được quyền. Và ngày hôm
qua trên tờ nhật báo Register trong vùng quận Cam có loan một cái bản tin cũng liên quan một chút đến vấn đề di trú, thưa quý khán giả. Đó là hai anh em người gốc Campuchia khi qua định cư tại Hoa Kỳ thì người anh á rơi vào cái tội gọi là buôn bán ma túy ecstasy. Trong khi đó thì ông ta mới chưa có quốc tịch Mỹ mà chỉ có thẻ xanh thôi. Thì rồi lập đi lập lại cái tội phạm này, cứ bị bắt tới bắt lui, tù 9 năm tù. Rồi đến khi mà được thả ra thì người em ruột của ông ấy bị cần thay một cái mật hay cái gan. Thì ông ta cuối cùng gần đến cái giờ ra đi ấy, thì bên người ta mới thử và ông ấy đồng ý là lấy cái gan, cái mật của ông để nhường cho người em, cái thận, chính xác là cái thận. Thì ông để lại cho người em. Trước giờ ông bị trục xuất, bị cái cơ quan IC trục xuất. Đúng là thời kỳ ông tổng thống Obama thì có thể trì hoãn lại, nhưng mà tại vì cái luật di trú của ông Trump nó mạnh mẽ hơn, cho nên chỉ còn vài ngày, vài tháng nữa. Bây giờ các cái cơ quan, một vài cái cơ quan họ can thiệp, họ nói vì lý do nhân đạo, bây giờ ông mất quả thận, ông hy sinh quả thận cho người em, thế thì nên có những cái gọi là biện pháp nhân đạo để mà không bị trục xuất nữa. Thì chưa biết đầu đuôi ra sao, nhưng mà nói tóm lại là cái luật di trú hiện nay đó, nó đang là một cái luật rất là ngặt nghèo. Và ngay ở phần trên Los Angeles, thưa anh, thì có tin cho hay là vâng, ngoài cái chuyện biểu tình ra thì nó lại xảy ra cái tình trạng là những người đàn ông lấy vợ ở Việt Nam mang qua đây thì các cái sự bỏ đi của người vợ đã khiến cho ông chồng đi báo với sở di trú, và sở di trú họ nhập vào, họ làm việc. Đây là tôi được nói chuyện thông tin với lại những người Việt Nam làm việc trong cái ngành mà xã hội, thì họ biết một số các trường hợp như vậy đã xảy ra. Vâng, thưa anh Vũ Trung và thưa quý khán giả, tới đây thì chúng tôi hết thời gian, không có còn thời gian để chúng tôi có thể đóng góp thêm một vài ý kiến. Và trước khi chấm dứt thì xin thông báo với quý vị để nhắc lại là chiều hôm nay chương trình đấu giá với Lâm Triều Vĩ và công ty Alexei từ 5 giờ tới 7 giờ. Mời quý vị theo dõi để giải trí và để mua, để thích thì mua mà không thích thì xem. Ồ, nó đẹp quá mà không mua. Yeah. Tôi thấy anh Mai Tuấn làm được, làm đấu giá được. Anh có thử bao giờ chưa? Từng làm nhiều. Đã làm nhiều. Từng đấu giá bán. Anh kể sơ qua cái tôi thực sự chưa có cái cảm như anh đã cảm. Bởi anh phải đứng qua ở đó, anh trực tiếp nói chuyện live, vì chương trình đấu giá là live. Điện thoại gọi thì anh nhìn thấy là khách hàng gọi vô, đó là lý do mà chúng tôi nói là nhiều khi mà giải trí ở cái chỗ là cả hai ông bà ngồi cùng trong, có thể là chúng tôi không biết là quý vị ngồi đâu, có khi trong phòng khách, khi ngoài bàn khách, có khi ở trong family room để cùng theo dõi. Ok, cái hay quá mà bà xã muốn mua, ông xã bảo thôi anh không nói to được, bởi vì đâu có gọi mà nói to. Nhưng mà hoặc là có khi gọi rồi mà hoặc là mình đang muốn mua mà chưa kịp trả giá thì có người khác mua. Thường thì cái mặt hàng nào khán giả mua nhiều nhất? Nó cũng variety, nó cũng different, nó cũng nhiều kiểu khác nhau, nó tùy của mỗi người. Nhưng mà có lẽ là bông tai với lại nhẫn là mua nhiều lắm, nhưng mà cũng nhiều lắm, nhiều thứ khác nhau lắm. Tôi cứ giúp cho chương trình này mà nói đúng là điền vào chỗ trống thì hợp nghĩa. Chỉ họ có những chuyên viên, nhất là với Lâm Triều Vĩ, thì Lâm Triều Vĩ làm, đặc biệt là Lâm Triều Vĩ với công ty Alexei làm rất là chuyên nghiệp, khó có người thay thế. Và đồng thời Lâm Triều Vĩ, công ty Alexei trình bày những cái gì phải nói rằng thì là thật có cái giá trị, bởi vì tôi biết rất rõ là có những người không phải mua hai lần hay ba lần mà mua đi mua lại nhiều lần. Tức là họ phải nhận được hàng và họ phải thấy là cái giá trị của món hàng họ đã mua, cũng như tiền nó phải là họ hài lòng, anh đồng ý không, thì họ mới tiếp tục trở lại lần thứ hai, và lần thứ hai đấy có thể lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Dạ. Có những người mua thế năm sau lần thì anh biết rằng khách trở lại là quan trọng, nó có sự tín nhiệm cho đó. Cho nên là mời quý vị đừng quên chiều hôm nay quý vị nhé, từ 5 giờ tới 7 giờ. Mong được gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cùng với anh Vũ Trung và Mai Tuấn. Vâng, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả.